Chào anh em, hôm nay mình sẽ mở hộp cho anh em một cái sản phẩm rất là hot hiện nay, đó là đèn chợ sáng Lobo L7. Thì theo nhà sản xuất, đây là một cái sản phẩm dạng như là plug and play. Thì anh em sẽ có đầy đủ tất cả những cái mạch rồi công tắc này kia theo kèm theo, và chỉ có gắn lên xe và sử dụng thôi. Rồi, thì ở clip này mình sẽ mở hộp cho anh em xem ở trong nó có những cái gì và cái sản phẩm nó như thế nào. Còn về những cái thông tin chi tiết về những cái watt hay là những cái gì đó thì mình sẽ làm một cái clip sau, và mình cũng có để một cái đường link ở bên dưới để cho anh em vô đọc những cái thông số của đèn á. Rồi, và sau này mình cũng sẽ làm một cái clip để mình test cái độ sáng cũng như là cho anh em xem trực tiếp nó hoạt động như thế nào nha. Rồi thì bây giờ mình cùng nhau mở hộp nha. Thì ở ngoài tổng quan của nó nè, đây thì cũng có những cái thông tin như anh em có thể thấy: tên nè, sử dụng cái dòng điện từ 12 tới 15V nè, cái chuẩn chống nước chống bụi là IP68 nè, đèn là 6000 nè, 3000 nhiệt độ màu nè, rồi watt pha code thì 70W, tương đương với 7000 lumen nè, pha là 150W nè, đó 15000. Rồi thì đây là những cái thông tin cơ bản của sản phẩm. Rồi thì đó, bây giờ mình sẽ khui ra xem bên trong nó có cái gì nha. Hộp nó cũng khá là nặng nha anh em nha. Rồi, ok. Thì đây. Rồi. Thì đầu tiên thì khi mà mở ra thì anh em sẽ thấy là cái bộ mặt của nó. Rồi, đây là mình sẽ lấy cái đèn này cho anh em xem. Đèn thì nó gồm là một cặp đèn. Đây là nhân vật chính. Đây thì đây là cái đèn Lobo L7. Đây là cái bắt kịp của cái đèn. Thì nó có một cái len vàng theo. Thì cái len vàng này mình cảm giác nó rất là chắc chắn nha. Đó, các bạn chỉ việc gài vô và sử dụng thôi. Rồi, cái độ hoàn thiện của cái đèn này thì nói chung là không có một cái gì để chê hết nha. Anh em khi mà anh em cầm bên ngoài, anh em sẽ thấy nó rất là đẹp. Cái CNC của nó cực kỳ đẹp nha. Màu xám nè, màu đen nè, len chụp vàng nè. Ở trong cũng rất là, cái độ hoàn thiện của nó mà phải nói là cực kỳ cao. Thì á, có thể là nhiều khi anh em nhìn ở trong cái hình á, thì mình cũng tưởng tượng, lúc đầu mình cũng tưởng nó sẽ là những cái loại đèn mini nhỏ nhỏ y như thằng Tun X5 rồi thôi. Nhưng mà thực ra khi mà anh em thấy ở đây, mình để mà mình so sánh dễ cho anh em dễ thấy, mình sẽ so nó với cặp đèn Tun 40 cũ nè. Đó, cái mẫu cũ á. Đó, anh em thấy không? Thậm chí nó còn to hơn cái thằng Tun 40 luôn. Cho nên là anh em Naked Buy nè, anh em EDV cũng có thể gắn được, nó rất là lớn nha, rất là đẹp. Đây, 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 cái nước CNC của nó rất là đẹp. Rồi. Ok, đó là mình so về cái kích thước cho anh em dễ hình dung. Thì trong cái bộ của nó sẽ có hai cái đèn như thế này. Rồi, đây là một cặp. Rồi, trong này thì nó sẽ có đầy đủ phụ kiện. Đây là cái để mà chêm vô cái bát, cái khung chống đổ hoặc là những cái bát nào cái phi nó nhỏ quá thì mình chêm vô nè. Đây là cái bộ mạch. Đây thì bộ mạch của nó thì nó bao gồm hết tất cả mọi thứ, thì anh em mình chỉ có về là gắn và sử dụng thôi, chả phải làm một cái gì thêm hết. Thì những cái này mình sẽ làm cái clip hướng dẫn cho anh em gắn nha. Thì đây là vô điện dương của bình nè, mát nè, cầu chì. À, đây là cầu chì 30. Đúng rồi, cầu chì 30. Đó, thì nó có đầy đủ hết. Đúng như hãng nói về mà chỉ có lắp thôi. Rồi, dây này sau ổ khóa nè. Rồi, đây, nó có sẵn cho mấy bạn cái công tắc on off với vaccine luôn. Thì nói chung là cái bộ mạch này thì đầy đủ hết, mấy bạn chỉ về lắp và sử dụng thôi. Hai đầu này thì sẽ nối vô đèn nè, dắt trong nước có thể tháo rời.
hai cái đầu này sẽ vặn vô hai cái giắc điện này đây. Cho nên một bộ của nó là sẽ rất là đầy đủ rồi. Không những vậy, trong này nó còn có luôn cho mấy bạn là hai cái bánh kẹp nè đó, thì để mấy bạn sẽ kẹp vô khung chống đổ nè, hoặc là bạn muốn kẹp ở đâu đó thì kẹp. Thì nếu như mà bắt vô phục đó, thì mấy bạn phải bắt vô phục hoặc là chống đổ lớn hơn thì mấy bạn sẽ phải đổ cái bát này, hoặc là nếu mà nhỏ hơn thì nó sẽ cho mấy bạn những cái để mấy bạn chơm như thế này. Đây rất là đầy đủ. Ôi, nó cho luôn ốc nè, cái dây để kịp cái công tắc vô cái tay thắng nè, lông đờn nè, lục giác nè, rồi cho luôn cái kêu khóa riêng nè đó, cho nên là rất là đầy đủ nha anh em nha. Rồi thậm chí khi mà anh em đi điện mà đi dây đồ, cái bộ mặt mình nó dư dây điện ra thì cho sẵn một mớ dây rút đen như thế này luôn. Đây, thậm chí cái này nếu mà anh em đọc kỹ cái manual, anh em có thể tự ráp ở nhà luôn, muốn ráp sao ráp. Đây thì tem bảo hành, đây là hướng dẫn lắp đặt này đó, anh em có thể thấy khi mà anh em, nếu mà em yêu khoa học anh em có thể tự gắn ở nhà nha. Đây, đây là cái cách gắn cái bát này, nó chỉ rất là kỹ này. Đó, cắt đi điện này, rồi đây không, các bạn có thể thấy này, nó chỉ này, tiếng Trung Quốc nó hơi khó đọc thôi, nhưng mà cái này mình sẽ làm một cái clip mình hướng dẫn cho mấy bạn gắn ở nhà nha, dây nào đi điện nào đi sau ổ khóa gì đó, mình sẽ hướng dẫn cho mấy bạn chi tiết nhất. Có thể là mấy bạn không cần biết gì về điện mấy bạn cũng có thể làm được, bởi vì nó đã tích hợp hết vô cái bộ mặt này rồi đó. Thì đó là những cái đánh giá sơ bộ của mình về cái đèn Lobo L7 này. Thì ở cái clip sau mình sẽ hướng dẫn cho mấy bạn lắp đặt này, mình sẽ hướng dẫn cho mấy bạn cái cách lắp đặt, rồi cũng như là so sánh nó và xem thử nó hoạt động như thế nào khi mà lắp lên xe nha. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip.